Chào bạn, thì hôm nay là em tiến hành hoàn thiện xong quay alpha dọn mới 3088. Rồi chào bạn, thì quay alpha thì các bạn muốn dọn xe em thì sao? Nhanh gọn lẹ lắm, bất cứ xe nào cũng vậy. Cái vấn đề đầu tiên là dọn nhiêu tiền, cái vấn đề thứ hai nữa là thời gian nhiêu lâu. Quay alpha em dọn tầm tháng 2 tháng là xong. Còn dọn khoảng bao nhiêu tiền á thì khoảng từ 55 đến 65 triệu. Ai có nhu cầu cao hơn, đòi hỏi cao hơn thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Và khi mà một chiếc xe cũ vậy nè, dọn á thì em rã hết đồ cũ ra. Trong lúc mình nói camera quay tình trạng chiếc xe toàn bộ ơi. Quay đồng hồ, cầm công tắc, phuộc, bô, gác chân đồ. Thì những cái đồ nào em xài lại được thì em sẽ để em xài lại, những đồ nào không xài lại được thì em trả về cho chủ xe. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi đùm má đùm đồ, nếu mà còn đúng đùm má đùm dinh á thì em cũng để em xài lại luôn. Đó. Và hiện tại á, tình trạng xe này thì dàn áo đã có thay thế rồi, không có còn đúng màu dinh lại. Thì chủ xe này có thấy em dọn một chiếc quay alpha đời 2005 2006 á, màu đỏ. Thì chủ xe có nhờ mình dọn trả về lại dinh nguyên bản giống như anh trai hồi đó. Bây giờ mình sẽ rã này ra để coi tình trạng bên trong của xe này như thế nào và mình thông báo cho các bạn biết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chào tạm biệt các bạn. Do xe này là ở dưới Long Khánh cho nên đất đỏ rất là nhiều, ở Đồng Nai cái gì đồ á. Thì giờ em gỡ ra, những chi tiết nào giữ lại được em sẽ giữ lại, những chi tiết nào lô đồ nè em trả về cho chủ xe hết. Có xanh đỏ bị trái rồi đang nghe tư xanh con đi xe lô nha. Đồng hồ lô luôn. Đồng hồ luôn. Rồi thì bây giờ đây là xương của xe quay alpha. Thì sau khi mà em gỡ ra nè, thì bây giờ em sẽ đem cái xe này đi làm lỗ chống, làm đồng toàn bộ chi tiết xe. Và em kiểm tra thử cái phần ống xương này nè, nó có bị cong đồ hay không. Rồi tất cả những con ốc trên này nè, có tuôn răng, tuôn sơ mi gì hay không nha các bạn. Rồi em sẽ làm lại toàn bộ. Xe quay nó hay hư những này nè, mình kiểm tra cho người ta luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Cục máy xe này thì quá tới công chuyện. Em chào anh chủ xe, thì anh có nói với em là anh muốn giữ lại cái yên này nè. Thì anh muốn thì em vẫn giữ lại cho anh, nhưng mà nói trước luôn là ở dưới đây nè, hai chân này quá mục rồi nha. Thì anh phải báo em sớm cái vụ yên này anh muốn giữ lại, anh muốn thay yên mới. Tại vì yên quay alpha là nó rất là rẻ tiền. Toàn bộ khoa toàn bộ dàn áo của anh á thì em sẽ trả về lại cho anh hết. Đó, toàn bộ dàn áo này, đồ nhựa này của anh em sẽ trả về lại cho anh. Thì bởi vì dàn áo này anh cũng đổi qua về lại đúng đời của nó. Và cái giắc dây điện chó đèn này ở trong nè là cũ, anh đi bóng led rồi, cho nên em cũng trả giắc dây điện này luôn. Tới lúc mà sau này em tính tiền em cũng sẽ tính tiền giắc dây điện đó. Đó là ở đây là sẽ full dàn đồ nhựa em trả lại cho anh. Thùng xăng lớn này hiện tại của quay alpha thì nó rẻ lắm cho nên là em sẽ trả lại. Còn đồng hồ nè là đang đi cái đồng hồ lô thì em cũng trả lại đồng hồ cho anh luôn. Đó, và em sẽ kiếm cái đồng hồ xịn em thay vô lại cho anh. Phuộc sau này á là phuộc của Full Chanel cho nên em trả phuộc này lại, em mua cái phuộc quay alpha mới trả vào lại cho đúng dinh của anh. Thì tất cả những chi tiết ở đây là em trả lại là cái gì: bình ắc quy nè, cặp cầm công tắc nè, bộ dây điện sườn nè, nhông sên dĩ bố thắng, tay nắm kẽn sau, gấp cục đề, bô nguyên cụm đuôi đèn hậu sau, dây điện sườn. Và cái này của anh nó bị khuyết rất là nặng cho nên em trả này lại luôn. Đó,
cùm này đồ em trả lại luôn nha. Thì lát nữa em sẽ quay toàn bộ những cái đồ em giữ lại. Còn những cái này nè, hiện tại nè, bố thắng, dây xăng, lọc xăng, ổ khóa đồ là em sẽ trả lại cho anh toàn bộ. Đó, rồi đóng vô hết đi Khoa. Cảm ơn anh rất là nhiều, lát nữa em sẽ quay đồ giữ lại kỹ thì kỹ cho anh coi. Đây là máy quay Alpha 3088 sau khi mà em gỡ ra. Đó. Bích tông máy tăng đa. Đầu lòng zin chưa rớt. Bụng giữa. Các bạn coi nè. Cháy con này nè. Thì những anh em nào mà kêu là quan tâm cái vụ mà máy zin chưa trẻ thì coi, và phải hiểu là một cái xe nó phải tới tuổi bảo hành hoặc là nó quá già để mình bảo dưỡng nó lại, chứ đừng nghĩ là máy zin chưa trẻ là sẽ ngon rồi cái quá trình mình đi suốt bao nhiêu năm á nó như thế nào nữa. Đây qua lăng, đây bộ nồi, nồi này sọc chuông sọc đồ hết rồi, bố ba kèn cũng ngon hết luôn rồi đó. Thì bây giờ em sẽ vệ sinh sạch sẽ cái máy này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, thì bây giờ em sẽ tiến hành ráp máy quay Alpha dạng mới 3088 đời cao. Đời cao là sao? Là cái lóc bên lửa nó là chữ ngang đó nha các bạn. Thì để về bữa dựng lên mình coi thử xe này đời bao nhiêu mình thông báo cho các bạn biết. Thì đầu tiên là về phần lóc máy thì em sẽ hoàn toàn rửa bằng tay. Em rửa bằng tay xong em sẽ kiểm tra là tình trạng tuôn răng, tuột sơ mi, hư ốc, hư gì mình làm, nhưng mà mình được kiểm tra rồi, ốc này là ốc sản nhớt zin, chưa có lên cốt. Thì mình sẽ mua một con ốc sản nhớt chính hãng mình thay vô cho chủ xe cho nó đẹp. Mình không cần thay cái lốc này. Những cái xe đời cao này nó cũng đỡ lắm các bạn. Bên đây là về phần lốc số của chủ xe, thì chủ xe cũng thấy nè. Rửa như vậy kêu là rất là sạch rồi, những cái đen đen này là cái màu nhôm lâu năm nó bị oxy hóa lên, còn tất cả nhớt ở trong đây là được mình rửa tẩy sạch sẽ hết. Sau khi mà tẩy rửa vậy mình sẽ thay full về mặt đạn máy, đó là mặt đạn NTN đó của Nhật. Rồi tất cả ron Ford làm sử dụng cũng ron Ford hãng luôn. Rồi tiếp á là em sẽ sử dụng là xin Ford, cũng là xin Ford hãng hết toàn bộ đó. Và bố lá bố em sẽ xài lá bố màu đen. Rồi thì bây giờ những gì mà trên xe mình giữ lại nè, đó là những phần em thay thế đúng không. Trên xe em giữ lại là đầu tiên là cặp lốc, và sau đó là nguyên cái thao này, là nguyên thao phụ tùng cũ đó, ốc ác những chi tiết. Cái này là đồ của Alpha hết. Cây cam xe này là hiện tại là sẽ xài lại cây cam cũ nha. Rồi thì cái khoảng ở đây đi là khoảng giữ lại trên chiếc xe, thì giữ khoảng giữ lại trên chiếc xe thì vẫn có thay thế và vẫn có giữ lại. Ví dụ như là về cây dơn, và cây dơn này tay dơn đó, tay dơn cũ theo xe là em sẽ thay một cái tay dơn mới. Là đây cái tay dơn mới em thay vô. Bạc đạn dơn này á là em sẽ thay bạc đạn mới. Thì cái này là cái cũ của chủ xe này, chủ xe là hai má dơn, tay dơn, bạc đạn dơn đồ là em thay. Là xong phần dơn. Bạc đạn thì em đã giới thiệu rồi, em xài bạc đạn NTN. Số á, mở camera giật ra chút xíu thấy tổng quan. Số em sẽ thay một bộ số mới. Đó. Số em thay bộ số mới để chi khỏi hú số, khỏi mòn đầu cốt nhông mới là quan trọng nhất. Bởi vì cái xe á là khi tiến hành dọn mới là mình sẽ xác định được là giúp chủ xe đi tiếp 5 năm nữa, 10 năm nữa, chứ không phải là 1-2 năm sau là sẽ dục cái chiếc xe lại. Qua lăng lửa là cũ chủ xe nè, mình lấy ra là mình vệ sinh sạch sẽ lại hết cho chủ xe. Và trước mắt luôn là cặp nhông nồi, thì em sẽ xài lại cặp nhông nồi cũ trên xe của xe này. Đó, sau khi mà xài lại cặp nhông nồi cũ này mình ráp lên xe mình chạy thử, mình coi thử nó có hú không. Nếu có hú thì mình mới thay, đỡ tiết kiệm chi phí cho chủ xe. Cái này là nguyên cái đế ba càng cũ của chủ xe. Thì mình làm cái gì? Mình thay là mình thay gì? Em thay bố ba càng nè. Em thay ba cao su ba càng trong nè. Đó, rồi mình làm ba càng còn lại. Hai mặt nhôm nồi này thì em cũng vẫn không thay. Em giữ lại hai mặt nhôm nồi của chủ xe và em canh lá bố lá sắt lại. Về phần đầu và lòng, lòng thì em vệ sinh sạch sẽ hết. Em sẽ thay bích tông mới. Đó, cốt 1. Rồi xong qua phần ác bích tông, em sẽ thay ác bích tông mới. Khi thay tay dơn mới, khi thay bích tông mới, nhớ thay dùm cái ác bích tông mới mà xài đồ hãng.
xe đồ lô xe gãy. Rồi về phần đầu bò, về phần đầu bò mình sẽ rửa sạch sẽ hết chi tiết trong ngoài, rồi mình sẽ thay hai số bắp mới zin chính hãng. Đó là đầu bò này là đầu bò cũ của chủ xe, là nguyên cục em cầm là cũ, chỉ có hai cái này nè, kêu là hai cái số bắp, là hai số bắp này là em thay mới đó. Rồi vậy là xong, đơn giản ha, đáp vô một cái lấy dao xe lấy tiền. Dạ không có đâu, nếu vậy không có cần cái người thợ, các bạn tự làm ở nhà được. Các bạn coi clip tay cô Niễn xong thì các bạn tự mua phụ tùng y chang như vậy các bạn thay, đúng không? Ngon cơm quá nhưng mà không có, khó lắm các bạn. Ví dụ như là bộ cần muỗng quay rim này nè, này là cặp cò, em sẽ thay cặp cò mới chính hãng Honda Thái Lan. Cái này kêu là cái muỗng của xe rim nè, đó xe quay nè. Thì khi mà thay cái muỗng này vô á, mình phải bẻ cần và bẻ muỗng đó các bạn. Cần muỗng trên xe này hư á, nãy giờ em chưa giới thiệu, thì mình phải xử lý cái cần muỗng này để mà khi mà bẻ vô á nó ngon hơn. Chứ còn mà mình không mà xử lý bẻ á thì mình, các bạn vô số rất là khó, hoặc là không cắt amaya luôn là do chi tiết này. Và để mua được chi tiết này á, mà đúng hàng Thái Lan như mình đang sử dụng vậy cũng là cả một vấn đề. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều, em tiến hành em soạn đồ em đáp. Chào các bạn, thì đây là dàn chân xe quay anh pha dọn mới 3088 đời cao. Xe này là đời lóc bạc, chữ không đang ngang. Thì đầu tiên á là nếu mà trên xe này chủ xe thì không có yêu cầu, nhưng mà sẵn em trả lời luôn bởi vì trường hợp này em gặp rồi. Thì nếu mà các bạn muốn em dọn cao cấp hơn nữa, mắc tiền hơn nữa được hay không, em xin phép thưa là được. Thì mình sẽ vô ốc Thái, vô đồ Thái. Còn nếu mà dọn đúng nguyên bản thì nó sẽ đa số là ốc Việt Nam rất nhiều. Chỉ có sau này ví dụ như là cái cầm công tắc á, cái xe quay á, thì các bạn sẽ chỉ mua được một bên nút đề, còn cái bên cầm xi nhan á là bắt buộc các bạn phải xài đồ Thái. Đó, dây điện sườn thì các bạn có thể mua được bộ dây điện sườn mới, những cái bộ dây điện sườn quay pha này nó rẻ lắm các bạn, chỉ có dây điện sườn quay Thái thì nó mới mắc. Và câu hỏi đặt ra á là ủa anh Tây ơi, anh dọn xe em vậy cái giá tiền mà 55 đến 65 triệu đi cho một chiếc xe đi, ví dụ thôi nha, thì là sao vậy anh, là anh bỏ anh thay mới hết rồi? Dạ xin phép thưa các bạn là không có. Đầu tiên á là xe này là đùm trước đùm sau cũ nè, phục trước cũ nè, chẳng ba cũ nè, thì đó rồi đồ xe em giữ lại nữa một số nữa để chi, để giữ sao khỉ, giữ bách lòng, giữ cần đạp khởi động, giữ bách yên. Có một số xe thì nó quá mục, nó quá hư, nó hư nát hết mấy cái đó luôn nha các bạn. Thì nó mỗi thứ á, thực sự là đúng là nó không bao nhiêu tiền, mỗi thứ có mấy chục, trăm mấy, nhưng mà cái xe của mình á nó không có gói gọn trong như đây, nó là cả ngàn chi tiết phối hợp lên đó. Như các bạn coi về đâu có đủ, còn dàn áo dàn đồ rồi nhiều chi tiết lắm, bình ắc quy, nhôm sinh dĩ, đủ mọi thứ. Thì ở đây là em chỉ quay đại trà, ví dụ như là thùng xăng mới nè, đó nguyên thùng xăng lớn là em sẽ thay mới, nguyên cái đồng hồ là em sẽ thay mới, nguyên cái cụm đèn hậu sau em sẽ thay mới, đèn pha lái trước á, đèn trước á em cũng sẽ thay mới, gấp em thay mới, bọc sơn xe này á thì em để em xài lại. Còn dàn nhựa hộp boe, ví dụ hộp boe hay hộp đồ nghề nè, em thay full mới, hộp đựng bình em ắc quy em thay full mới. Thì dàn nhựa là tất cả những cái gì tới nhựa liên quan, là ví dụ như là dàn áo nè, dàn nhựa nhám nè, hộp đồ nghề nè, bình ắc quy, hộp đựng bình ắc quy nè, hộp boe nè, lường giữa trắng bùng nè, đuôi giày sau nè, cản tay nắm sau, đồ là em thay mới hết toàn bộ. Bởi vì những cái này nó liên quan tới là các bạn sơn không có được, đồ nhựa nhám các bạn sơn không có được, sơn nó rất là xấu, thì mình phải thay mới nó để cho nó đẹp. Và thêm một vấn đề nữa là gì, dọn mới quay alpha á, thực sự là phụ tùng nó không có quá mắc các bạn, nó bình thường à. Chỉ có là ở đây á, tại sao á là an đứng đây à, thì tại sao là em dọn những cái xe này nó rớt vào tầm giá tiền đó. Có xe em dọn 55 đến 65, có xe em dọn 7 mấy luôn. Thì đầu tiên nó do em nữa, em sử dụng tất cả những cái phụ tùng là zin chính hãng. Tiếp theo cái vấn đề thứ hai á là khi em làm là em sẽ làm máy cho các bạn luôn. Có một số anh á là yêu cầu là rã ra, ráp vô lại, không thay bất cứ gì, chỉ sơn và xi. Thì thực sự là em làm không được, bởi vì một cái xe các bạn đang chạy nhưng mà khi rã ra và ráp vô lại được, ráp vô lại xong có thể các bạn không chạy luôn á, nó là nằm chỗ đó rồi. Còn bình xăng con,
tất cả cái thứ nhiều lắm, dây xăng lọc xăng nữa thì em chưa có đủ diện tích để mà em bày ra. Thì đã các bạn cho phép em ráp lên cái phần khung sườn xe, rồi em sẽ review trên xe thì nó sẽ gọn gàng hơn. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn coi cái phần sườn em có làm đồng lại cho các bạn, cho chủ xe đó. Phần ống sườn nè, ở dưới á là của xe quay, nó rất là dễ mục. Thì mình làm đồng lại kỹ càng hết toàn bộ sơn trong sơn ngoài để xe mình nó sạch sẽ hơn, cứng cáp hơn và ráp dàn áo nó được ôm hơn nữa. Nó là một phần thôi nha, ví dụ ráp dàn áo được ôm là 50% rồi xong rồi anh. Rồi khi mà mua cái dàn áo mới muốn cho nó ôm là thêm 50% nữa, nó rất là khó khăn. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, thì bây giờ em sẽ tiến hành ráp toàn bộ này lên, cắm đùm liền gió được đồ là xong hết rồi nè. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi thì trong quá trình em dọn mới 3088 á, thì cái đùm sâu của xe này là đùm sâu của phu chờ đó, mã KTM nè các bạn, cho nên là không phải là đùm Vinh. Thì cũ á, chủ xe có đang xài là đùm phu chờ, mà má đùm á là má đùm của Wanfa, nên giờ mình sẽ mua lại cái đùm Vinh mình gắn vô cho chủ xe nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy hàng đó đang ngồi cưa bơm không? Trong quá trình làm dọn Wanfa 3088 là hai đứa nó đang rà dàn áo đó các bạn. Nó rà là từ sáng cho tới bây giờ là tối luôn rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều cho xe quay Wanfa 3088. Thì đó, những cái lúc này nè, cái xe này dàn áo á, là sẽ không đem, không đi sơn lại đó, thì sẽ đỡ tiền chủ xe rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ muốn ôm muốn đẹp là phải đánh đổi, là phải sửa cho nó ôm. Nếu có trục chặt gì thì cái người chủ xe phải biết là à sao, tại sao à, tiền sơn nó như thế này, nó chi hay dàn áo của người Tây á nó có mắc hơn những chỗ khác chút xíu, để chi để mà cái xe mình nó đẹp đó. Còn hiện tại cái bộ đèn trên là đang rà hết cỡ rồi chứ, còn dàn áo dưới đang rà đó các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi thì đây là xe 3088. Thì sau khi em rà dàn áo xong là vậy nè các bạn. Đó thì giờ bắt buộc là muốn đẹp thì phải đem đi sơn. Còn nếu mà sợ tiếc tiền thì đừng dọn xe. Đó, bởi vậy nhiều anh nói mua đồ và ráp đúng không? Đó, mua đồ và ráp đi, rồi coi thử nó đẹp hay không. Ở đây là em rà 3 miếng. Em rà 3 miếng bẩn. Rồi giờ em phải đem sơn lại hết từ đầu. Chào các bạn, thì hôm nay là em tiến hành hoàn thiện xong quay Wanfa dọn mới 3088. Thì anh trai chủ xe này á là anh có coi một clip về xe Wanfa dọn mới đời này và dàn áo này màu tem này luôn, y chang xe ảnh. Là cái xe ở ngoài Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó, xe 6260. Thì ảnh sẽ muốn trả cái xe ảnh từ hồi bữa cái màu em đã là không phải màu Vinh nguyên bản nha. Và sau khi kết thúc clip này em sẽ trả về lại đúng cái màu Vinh nguyên bản và tem đời này cho các bạn. Thì xe của ảnh là Alpha đời cao, là 2.5, 2.6 rồi đó các bạn, là đời lốc bạc, chữ ngang, chữ Honda ngang chứ không phải là chữ bầu. Thì bây giờ bắt đầu vô review những cái chi tiết bên trong cho các bạn coi. Thì là một cái chiếc xe á, em dọn á, là nó sẽ kỹ, sạch và gọn từ trong ra ngoài. Thì đầu tiên á là nguyên cái cụm đuôi đèn này nè. Thì em sẽ tiến hành là thay mới full toàn bộ. Cái bát yên này á, kêu là bát mở khóa yên này á, thì em thay, em xài lại bát mở khóa yên cũ của ảnh chứ không phải là thay mới. Full kẽn tay nắm này là full kẽn tay nắm của Wanfa. Hộp đồ nghề này nè, là hộp đồ nghề Wanfa. Và tất cả ốc ở trên xe này hiện tại là đều chính hãng Honda Việt Nam hết, không cần thay ốc Thái. Bởi vì đồ này là không có con nào ốc Thái hết đó. Và nếu mà dành cho những anh em nào á mà có câu hỏi là à, em muốn dọn cái xe em mắc tiền hơn nữa thì sao, thì xin thưa các bạn luôn, mình thay ốc Thái vô hoặc là mình sử dụng phụ tùng Thái. Ví dụ như là bình xăng con này mình có thể sử dụng bình xăng con Thái, tay nắm này mình có thể sử dụng tay nắm Thái đó. Còn bát yên này là em thay cái bát yên mới cho ảnh nè, bát yên cũ ảnh sụp sịch quá nhiều, thì ở đây là em thay cái bát yên mới vô chứ không phải là còn bát yên cũ của anh trai đó. Yên này thì em cũng thay một cái yên mới, yên này là yên Wanfa mà đời 2005 mà. Yên này là có thể gọi là tới bây giờ là 12 năm. Đồ vậy là 17 năm các bạn.
Nếu mà có một số anh em chắc chắn anh em sẽ tính tiền yên này là yên tùng thôi, nhưng đối với mình là bình thường, không có tùng gì hết. Rồi ở đây là cái phụt. Cái phụt này thì sao? Phụt này là em đi vô hãng mua một cái phụt qua em pha mới, em về em lên lại 10 ly. Thì dành cho những em nào đã từng mua và đã từng sở hữu cái phụt qua em pha rồi, các bạn chắc chắn sẽ biết là em nói đúng. Bởi vì phụt Superim mới nè, Future 1 mới nè, và phụt qua em pha hãng mới á, thì cái ti phụt này nó chỉ có 8 ly thôi. Thì đối với những anh em nào mà bắt đầu qua 50kg á, cỡ chừng 6 mấy ký là đi cái xe nó muốn nhão phụt sao rồi, thì tất cả những cái xe em dọn thì em sẽ đều nâng cấp lên là ti phụt 10 ly. Và toàn bộ dàn nội thất ở bên trong này thì hầu như đa số là em sẽ thay full mới hết toàn bộ. Bởi vì nó là những sợi dây, dây sườn, dây ga, dây e, dây cao su, mô bin, dây chụp bụng ri á các bạn. Đó, thì em đi vô cái này trước và full hợp đồng hợp đựng bình ắc quy của quang pha, thì thực sự là nó rất đơn giản, nó không có gì gỡ gớm hết. Hiện tại trong hãng vẫn còn bán bình thường, thì em thay hợp đựng bình ắc quy mới, nắp đựng bình ắc quy mới, và em có thêm lại con tem giống như cái tem zin của các bạn hồi xưa vậy đó. Dây điện cục đà, em thay dây điện cục đà mới, full bộ dây điện sườn ở đây là em thay mới, và từng con ốc bình xăng nè, thùng xăng lớn nè. Đó, rồi những con ốc ở đây là đều đúng zin chính hãng lại hết toàn bộ, không lai mất cứ chi tiết nào. Và ở đây là cục đà. Cục đà xe quay thì ba con ốc bắt cục đà này nó sẽ là số 8. Thì em đang gắn cho anh chủ xe là ba con ốc đúng số 8. Rồi những cái cao su lồng này nè là mình gắn lại hết full đầy đủ cho anh trai. Xe này thì sẽ có một cái bát bắt lồng nữa, thì giờ chừng nào ráp tiền áo thì em sẽ gắn cái bát bắt lồng vô. Chụp con ri em thay mới. Mô anh sườn này là mô anh sườn cũ trên xe của anh trai, hiện tại chưa hư là em chưa có thay. Thì sau này nếu mà đi đánh lửa yếu hay gì đồ á thì anh trai nhớ dùm em, à là thằng Tây á nó chưa thay cục mô anh sườn như mình. Nhưng mà nè, rồi lên đờ nè, chóp xi nhan nè, sạc nè, và IC là em có thay rồi. Thì lát quay qua mặt bên kia các bạn sẽ thấy. Cái này kêu là bộ chế hầu khí, hay gọi là bình xăng con, hay bình xăng nhỏ, hay gọi là chén xăng gì đó. Thì đây là em thay mới cho chủ xe. Tất cả những cái xe em dọn em sẽ thay cái này mới hết toàn bộ. Rồi ổ khóa thì em sử dụng là ổ khóa 6 cạnh. Bát mặt nạ thì em vẫn xài lại bát mặt nạ zin của chủ xe. Bên phần bên trong á là luôn luôn kỹ càng và sạch sẽ cho tất cả mọi người. Dòng xe quay thì những cái dòng xe quay hoặc là xe rim lùn em sẽ xài cái bát này, em không xài bát cao su nha. Bởi vì bát cao su thay mới nó dễ nảy lắm. Nhưng mà mình không biết là tại sao, cũng là một cái bát hãng. Nhưng mà bát hãng cũng hồi xưa á thì gắn vô nó không bung ra. Mà bát mới bây giờ mình mua hãng hoặc là mình mua đồ Thái luôn nó vẫn văng ra, thì em thay bằng cái này. Đồng hồ này, xe này á, tình trạng đồ em trả lại nhiều. Đồng hồ này á là em mua một cái đồng hồ mới, cho nên nó mới là xuất hiện là toàn bộ dây trên xe này là mới hết. Bởi vì cho dù một cái xe em có thay dây điện sườn mới thì dây điện đồng hồ vẫn cũ, bởi vì nó dính với đồng hồ của các bạn. Còn cái riêng xe này á là toàn bộ dây, tất cả dây luôn hầu như là mới hết, ngay cả dây điện đồng hồ, bởi vì em sử dụng là full cái đồng hồ quang pha mới. Rồi hộp bô e mới, hay là kêu là hộp lọc gió mới. Đó, kèn em thay mới, dây xăng em xài đúng dây xăng hãng, có bát giữ dây xăng đàng hoàng. Thì xe mình là xe quay alpha chứ không phải là quay Thái 110, cho nên là nó sẽ không có cao su giữ lọc xăng, hoặc là nó sẽ không có cái bát sườn nằm ở đây, hoặc là cái bát trong lồng gì hết. Máy này em ráp lại một cái máy zin của quay Thái, quay alpha Việt Nam. Bấm cái là nổ. Xe này hiện tại thì em sẽ đi luôn đây là khoảng 17 cây là em quyết định là em kết thúc. Đầu tiên á, những cái máy của dòng xe quay này nó sẽ dễ chịu hơn những cái máy của xe rim Thái, rim lùn, Super đời 99. Nói chung là đầu lồng nhôm á, lúc nào nó cũng êm, nó cũng ấm hơn rất nhiều. Thì mỗi dòng xe nó mỗi khác nè. Rồi sạc nè, IC nè, chớp xi nhan nè, thì em thay full mới toàn bộ. Đó, dây điện sườn mới luôn. Thùng xăng này nè, em quay dưới đây là các bạn biết em sử dụng thùng xăng lớn rồi. Mới rồi nè, chứ không phải xài lại thùng xăng cũ. Đó,
tất cả những chi tiết ở phía dưới bên trong sạch sẽ hết. Cái đường này là em xài lại đường mới luôn, chứ không có xài lại đường cũ. Thì mời camera cho góc nhìn tổng quan về chiếc xe. Thì thật sự á là khi mà các bạn dựng lên được một chiếc xe như vậy thì ai cũng sẽ dựng được hết á. Nhưng mà chắc chắn anh đang biết là các bạn sẽ đang thấy cái xe này nó sạch, nó sắc mà nó rõ nét hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên là giờ phần khung sườn nè, là mình xử lý kỹ, mình làm đồng kỹ, rồi mình sơn đồ lại sạch sẽ hết cho người ta. Sẽ có một số xe em sẽ giữ lại rất nhiều phụ tùng cũ ở bên trong, nhưng mà sẽ có một số xe thì em sẽ thay thế mới toàn bộ như vậy. Nó tùy thuộc vô là tình trạng chiếc xe của các bạn. Ví dụ như là sẽ có nhiều anh em nói là em mua đồ mới không thì chắc chắn nó sẽ phải ngon. Nhưng mà các bạn, một cái ví dụ đơn giản thôi, là dàn áo xe này em mua mới đó, đâu ơn. Và ví dụ như cái yên xe này em thay mới, mà cái bát yên này thay mới, nhưng mà nếu mà các bạn gắn không đúng cách thì chắc chắn cái yên này, cái bát yên này nó sẽ bị sụp sịt. Sẽ dùng từ là nó sẽ bị sụp sịt rất nhiều nha. Rồi nếu mà các bạn mua một cái phục mới á, mà các bạn chỉ biết gắn vô, người ta chạy qua ấu gà nó cũng đâu có ngon. Rồi cho dù tất cả những chi tiết máy này nè, em xài phun đồ xịn hết cho chuẩn xe, thì khi mà ráp lên em không biết canh xăng, em không biết canh chỉnh cái máy, thì chủ xe chạy cũng đâu có được tròn trịa. Hao xăng nhiều, chạy nó bị giật ở tầm ga 40-50, hoặc nó bị giật ở tầm ga 70-80, đúng các bạn. Thì những gì em nói, thì khoảng tầm 10 người coi đi, thì hết 5 người chưa dọn một chiếc xe, chưa bỏ tiền ra cho một chiếc xe, chắc chắn người ta sẽ nhảy vô nói là dọn mới không, chắc chắn phải ngon. Còn nếu những người nào đã bỏ một cái số tiền không phải nhỏ ra để mà dọn mới chiếc xe mình, đã trải qua những cái khó chịu, mặc dù mình mua phụ tùng mới mà không được vỉ, thì chắc chắn những người đó sẽ hiểu em nói gì. Còn những người này là những người khách, người ta tin tưởng mình, người ta gửi nguyên chiếc xe lại cho em, thì bắt buộc luôn em phải làm kỹ và phù hợp với số tiền người ta đưa ra. Chừng nào em vượt quá hoặc là quá nhiều luôn thì mới là có chuyện để nói. Một là em sẽ làm nằm trong định mức của chiếc xe này. Cái thứ hai nữa là có thể em làm rẻ hơn. Thì ngày hôm nay em chưa cộng tiền chiếc xe này, thì để em cộng tiền xong em sẽ báo cho các bạn là quay Alpha đời 2005-2006 rồi em dọn khoảng bao nhiêu tiền. Hình như em nhận anh này là sắm máy 7 máy sao á. Thì để em coi thử và coi cho các bạn biết cái số tiền chính xác luôn trong phần 2, phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.